Đây là ba bí mật mà giám khảo IELTS không hề nói cho bạn biết. Đặc biệt, để ý bí mật cuối cùng nhé. Đầu tiên, đó là bạn có thể viết dưới 250 từ trong bài Task 2. Đúng theo yêu cầu đề bài thì bạn phải viết đầy đủ, không dưới 250 từ phải không? Tuy nhiên, trên thực tế, nếu bạn chỉ viết được tầm khoảng 245 đến 249 từ trong bài Task 2 thì bạn cũng sẽ không bị trừ điểm đâu. Mặc dù vậy, mình cũng không khuyến khích là bạn viết ít hơn 250 từ đâu. Lý do là bởi vì nếu bài viết của bạn còn đang khá ngắn, chứng tỏ là ý của bạn đang chưa được triển khai đầy đủ và điều đó sẽ trừ điểm bài viết của bạn. Hai, trong bài nói các bạn sẽ bị hỏi câu khó hơn nếu mà trả lời tốt. Nghe có vẻ bất công nhưng điều đó là sự thật. Thường thì nếu mà phần part 1 và phần part 2 của bạn trả lời tốt, và đặc biệt là phần đầu part 3 nếu bạn cũng nói ổn, thì giám khảo họ sẽ hỏi thêm một số câu hỏi khó nữa để kiểm tra xem là thực sự bạn có thể trả lời được nhiều câu khó không, và nếu được thì họ sẽ cho điểm cao hơn nhiều. Ba, giám khảo được phép chấm sai điểm của bạn. Ủa alo, với kỹ năng writing và speaking, giám khảo được phép chấm lệch 0.5 so với điểm bình thường, nghĩa là họ được phép chấm cao hơn 0.5 và là chấm thấp hơn 0.5. Do đó, nếu đi thi, nếu bạn cảm thấy là điểm của mình thấp hơn so với bình thường 0.5 thì cũng đừng quá lạ. Do đó thì bạn có thể phúc khảo, biết đâu có thể lên được 0.5 như bình thường.